Lời Phật dạy sống ở đời, hãy học cách không tranh cãi và để cho nhân quả trả lời. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau, đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành, lợi ích lớn, lợi ích nhỏ, hôm qua, hôm nay, rốt cuộc, suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được, mất một chút, tranh giành sẽ tan biến. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn trong cuộc sống. Có vô số lý do để không tranh giành, nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh, thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác, những thứ mà con người vắt óc để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, hận thù và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Điều này không đúng. Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng, đi xuống một chút, mọi người sẽ phát hiện rằng minh triết của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi. Thế giới thoáng chốc trở nên to lớn hơn, cũng bởi vì không quá tranh giành. Khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn. Bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn. Thật hơn để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái, dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ, cũng được an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở được là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể nhịn là được rồi. Hết thầy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt, tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện, nghĩ thoáng ra sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt, người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Ngăn gọn lại là biết đổ là tốt nhất. Không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh sẽ biết chuyện nào xứng đáng, chuyện nào không, biết tính toán giữ lợi và hại. Có câu nói rằng không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy là người thông minh ắt sẽ không tranh giành. Điều thứ nhất, không tranh thể diện. Cuộc sống của con người chịu ảnh hưởng chi phối của hai yếu tố hình thức bên ngoài, thể diện, và suy nghĩ bên trong, nội tâm. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống theo cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt tính sĩ diện. Càng cao thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Một người bạn của tôi rõ ràng không mua được vé xe về nhà vào dịp Tết, nhưng anh ấy sẵn sàng thức trắng đêm để mang vác đồ đạc giúp người khác xếp hàng mua vé. Đồng nghiệp mượn tiền cho dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn đi gom tiền cho người ta vay. Sự coi trọng thể diện thực chất là để che đi những khiếm khuyết bên trong bản thân. Con người không phải ai cũng có bản lĩnh, nhưng có bản lĩnh ắt sẽ có thể diện. Người tầm thường chỉ biết giữ thể diện cho mình, người thành công sẽ biết giữ thể diện cho cả người khác. Nhiều người sẽ chấp nhận làm những chuyện bản thân không đủ khả năng, rước họa vào thân họ, chỉ để giữ lại được thể diện. Nhưng không thể che đậy một cái đầu rỗng tếch và một trái tim bị tổn thương. Thể diện chính là sống thật đúng với bản thân mình. Thể diện cần phải được tạo ra trên nền tảng năng lực và thực lực, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình.
hãy tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực cho bản thân. Điều thứ hai, không tranh lời nói. Câu chuyện sau được trích trong cuốn sách EQ cao nhất là biết cách nói chuyện. Trong công ty có một nhân viên trẻ tuổi nhờ năng lực tốt cùng với đầu óc nhanh nhẹn mà nhận được sự ưu ái từ phía sếp. Nhưng những thói thích đấu khẩu với người khác đã không ít lần cản bước thăng tiến của cậu ta. Trong cuộc họp, chỉ cần ý kiến bất đồng với đề xuất của mình, cậu ta sẽ ngay lập tức tranh luận tới cùng với người đó. Kể cả khi đã đối lý, tính hiếu chiến của cậu ấy vẫn không hề giảm đi. Lâu dần, cậu ta bị mọi người xa lánh, không ai còn muốn đóng góp ý kiến cho các dự án mà cậu ta đảm nhiệm nữa. Hậu quả là các dự án này đều xuất hiện nhiều lỗ hổng trong quá trình triển khai. Cậu nhân viên kia thì đánh mất dần sự tín nhiệm của sếp. Cái giá phải trả cho chiến thắng từ những lần đấu khẩu với người khác chính là chúng ta đã đánh mất đi lòng người và cơ hội cuối cùng. Người thiệt nhất vẫn chính là chúng ta. Những lần đấu khẩu như vậy, thắng rồi thì cũng chẳng vui gì, mà còn bộc lộ ra bản chất nhỏ nhen ích kỷ của con người. Người sâu sắc sẽ không bao giờ quan tâm đến những hơn thua trong lời nói thị phi, vì người thông minh vốn không cần phải tranh đua với người khác. Điều thứ ba, không tranh hư vinh. Bản chất của con người là tham lam. Vòng xoáy danh lợi không ngừng khiến cho không ít người phải đánh mất thời gian và sự tự do của chính mình. Phàm là người càng ham mê danh lợi, càng khó mà làm việc một cách tử tế. Người xuất chúng luôn có nhà danh lợi nhẹ tựa lông hồng nhà vật lý học nổi tiếng Marie Curie được tặng thưởng nhiều học hàm và huân chương cao quý do có nhiều đóng góp cho nền khoa học nhân loại. Một người bạn của bà khi đến thăm đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhỏ nhà Curie đang lấy huân chương của Hiệp hội Hoàng gia. Anh làm đồ chơi? Người đó hỏi, một tấm huân chương cao quý như vậy làm sao lại trở thành đồ chơi của con trẻ? Marie Curie đáp, tôi chỉ muốn cho con bé biết danh lợi giống như đồ chơi, không nên quá coi trọng, như vậy thì mới có thể sống một cuộc đời tử tế. Người bình thường khó mà kháng cự lại những cám dỗ của vòng xoáy danh lợi. Chúng ta vì danh lợi mà tránh đấu cả một đời, nhưng sao cùng lại bị danh lợi trói buộc bản thân? Nhà văn Trung Quốc Tiền Trung Thư vốn nổi tiếng là người sống giản dị không màng danh lợi. Năm 1991, nhân dịp sinh nhật ông, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Giới Văn học cùng với giới truyền thông dự định tổ chức hội thảo khoa học nhằm tôn vinh những đóng góp của ông. Những đề xuất này đã bị nhà văn Tiền Trung Thư kiên quyết từ chối, núi không so đo với nhau mà tự thành đỉnh cao. Người biết điều tự khắc sẽ thanh cao. Mọi chuyện nên dừng ở mức vừa đủ. Tâm tự khắc thanh tịnh, người không màng danh lợi mới có thể nhìn ra trông rộng. Người biết hài lòng với mọi thứ mới chính là người có nhiều hơn tất cả. Điều thứ tư, không tranh cái lợi trước mắt. Nguyện là một cây cổ thụ cả đời không phải đi tranh với cỏ cây lúc nhỏ. Văn Thiên Dương phải sống trong cảnh nghèo khó, nhưng lại có tư chất thông minh, chăm chỉ học hành. Những người bạn học ghen tị với tài năng của ông, nên đã vô oan cho ông tội trộm cắp. Nhưng Văn Thiên Dương không dễ dàng mặt bẫy, đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Từ đây, ông quyết tâm tu trí đợi ngày ghi danh bảng vàng, muốn có thể tiến xa hơn. Ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lỏi. Thời gian sẽ cho chúng ta biết câu trả lời, ai là người thông minh. Một người biết nghĩ sẽ không bao giờ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà trở nên thô lỗ, hống hách trước mặt người khác. Mỗi một việc họ làm đều chịu sự ảnh hưởng từ tính cách của họ. Một người sống ung dung tự tại sẽ không bao giờ huênh hoang cả đời. Người ngông cuồng sẽ là kẻ trong mắt không có ai. Người càng sâu sắc thì càng tĩnh lặng, không tranh cái lời trước mắt. Khí chất của lòng bao dung và sự trưởng thành là cuộc sống ngày nay ồn ào phức tạp. Chúng ta cần phải học cách bảo vệ trái tim của mình khỏi những tranh đấu bẩn thỉu, xây dựng một đời sống lành mạnh. Trái tim sẽ không còn mệt mỏi khi chúng ta không được quá để tâm đến thể diện. Chúng ta bớt đi những lần tranh cãi, tự khắc sẽ không còn thị phi. Thân thể và tâm hồn sẽ được tự do khi ta không màng hư vinh. Đường đi của chúng ta sẽ rộng mở khi bản thân không còn ham những lợi ích nhỏ. Người không tranh với đời sẽ có một đời sống tinh thần trong sạch, đạt đến cảnh giới ung dung tự tại. Đừng quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không đâu. Người thông minh sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc xứng đáng. Có lẽ là con người ai cũng sợ nhận những điều không tốt, ảnh hưởng và gây tổn hại đến bản thân. Mỗi khi như vậy, chúng ta chỉ biết than trời, trách đất, mà ít ai tính lại để xem liệu mình đã gieo những nhân xấu nào để phải nhận lại những quả báo ngày hôm nay.
Phúc báo chính là những điều tốt đẹp đến với chúng ta khi chúng ta gieo một nhân thiện trong quá khứ. Người càng có nhiều phúc báo nghĩa là con người luôn làm những công việc thiện, không làm hại đến những người xung quanh mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều việc mà chúng ta vô tình làm mà không biết rằng những việc ấy không những không thích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất, thường xuyên sát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được, nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế, bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thỏa hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận, cáu kỉnh sinh con sẽ khó nuôi. Nhưng có lẽ không chỉ phụ nữ, mà bất kể ai tức giận, oán giận hay cáu kỉnh cũng đều ảnh hưởng đến những người xung quanh và chính chúng ta. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng, mệnh mỏng. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên, chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc bại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức hiếu thuận với cha mẹ vui mừng, thì hết thảy thiên nhân, quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ, thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ, thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai sẽ giàu có, khá giả, hiếu thuận, nhưng không dùng vật phẩm, tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc, bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phước báo của gia đình. Thứ tư, oán trời, trách người, bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất. Tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải tổ tiên che chở, thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời, trách người một lần, sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời, trách người, thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác, cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế. Thứ năm, thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiêng kỵ hư tình, giả ý, tức đạo đức giả. Bất luận là người nhà, ruột thịt thân thích, hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử, tử tế nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bày đặt những chuyện giả tạo, dù chỉ một chút, hoặc đã dưỡng thành thuyết hoang tâm, bất hoảng, nói dối mà trung tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện, mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu, khoe khoang khoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao, mình cũng tự mãn, sẽ khiến cho chúng ta chủ quan, mà đôi khi làm hỏng việc. Cũng từ thái độ khoa trương ấy, chúng ta sẽ vô tình coi thường người khác khi họ kém cỏi hơn. Như vậy, vô tình chúng ta đã gieo những nghiệp chẳng lành, từ đó mà biến thành khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ mất đi cái đó. Thứ bảy, nói điều xấu đều không đúng về người khác, hay được gọi nghiệp khẩu. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hỏa khí giữa trời và đất, mà chưa mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa cho bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận, khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện,
quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng lực ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm, khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên, chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình, mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy. Chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu, Thái Sơn bất tử, thổ nhưỡng hà hải bất trạch. Ý lưu là quý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm nhà Phật, từ bi chính là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo. Người đệ tử Phật khi phát nguyện quy y, ba bảo nguyện sẽ đi theo bước chân của Phật, nguyện học tập theo các công hạnh của Ngài, dựa trên nền tảng căn bản của từ bi và trí tuệ. Trái tim và khối óc trong cơ thể một con người là hai bộ phận tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Định nghĩa đơn giản nhất, từ là ban vui, chia sẻ niềm vui đến mọi người và vui với cái vui của người khác. Bi là cứu khổ, là đồng cảm xót thương trước cảnh khổ của người. Còn về Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, định nghĩa từ bi đơn giản là yêu thương. Nói đến lòng từ bi, thì Đức Phật Thích Ca là một tấm gương thực sự sống động. Người đã giả thân mạng của mình trong muôn loài chúng sanh, Kinh Kim Quang Minh, có chép rằng vào thời quá khứ, có vua Mahalada thường làm việc thiện, không có kẻ thù. Vua có ba người con. Một hôm, ba vị vương tử cùng vào rừng du ngoạn, dẫn đến một khu rừng trúc, thì lại dừng lại nghỉ ngơi. Cả ba cùng gặp hổ mẹ vừa sinh bảy con mới được bảy ngày, bị các hổ con quấn quýt không thể kiếm ăn, nên hổ mẹ đói khát, khốn khổ, thân thể ốm gầy, mạng sống không còn bao lâu. Vương tử thứ ba suy nghĩ, này chính là lúc ta xả thân mạng. Ta từ xưa đến nay đã xả thân nhiều lần, nhưng đều vô ích. Tùy thời cấp dưỡng cho thân không thiếu gì, mà nó không biết ân lại. Hận oán thân này thật không bền chắc. Này ta xả bỏ, để có sự nghiệp vô thượng, làm chiếc cầu lớn trên biển sinh tử, vĩnh viễn xa lìa nỗi lo sợ vô thường, biến đổi thành tựu đầy đủ công đức, trí tuệ. Suy nghĩ vương tử liền nói với hai anh cùng với gia nhân có thể trở về trước, em sẽ về sau, ngay trở lại chỗ bảy hồ, cởi y phục, treo lên cành tre và phát nguyện, ta này vì tất cả chúng sinh, cầu chứng đạo mà vô thượng giác độ. Chúng sinh trong ba cõi, phát nguyện xong, vương tử buông mình trước bảy hổ đói. Nhưng do oai lực tử bi của ngài, nên hổ không thể ăn thịt vương tử. Suy nghĩ hổ quá ốm gầy, sức lực yếu ớt, không thể ăn thịt ta. Vương tử lại tìm dao bén, nhưng không có. Bèn dùng cành tre khô, tự đâm vào cổ cho máu tuôn ra, chảy đến bên hổ. Hổ thấy máu từ cổ vương tử tuôn ra, liền đến uống và ăn thịt, chỉ còn lại xương. Còn trong kiếp này, thông qua nhiều bài giảng, ngài luôn khuyến rũ đệ tử phải biết phát tâm từ bi, thường giữ lòng tự ái, sống đúng lời Phật khuyên, biết đủ, biết dừng lại, sẽ thoát dòng tử sanh. Kể pháp Cú Bắc Truyền 121, ít muốn siêng học hành, đừng đắm trong lợi danh nhân từ, đừng phạm ác, sẽ sống đời thanh danh. Kệ kinh pháp Cú Bắc Truyền 122, Đức Phật A Di Đà, người đã thấy sự đau khổ của chúng sanh trong cạnh ta bà, mà phát lên 48 lời nguyện, hình thành nên cõi nước Tây Phương Cực Lạc, nguyện đưa hết chúng sanh rời ra đường khổ, đến bờ bến an lạc. Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi, ngài đã ứng hóa ra 33 thân tướng khác nhau, đi khắp nơi cứu độ chúng sanh. Nếu ai xưng niệm danh hiệu ngài, ngài liền ứng hiện, giúp đỡ cho vượt qua khó khăn, khổ nạn. Hình ảnh chư Phật, chư Bồ Tát là những tấm gương sáng nhất cho mỗi người. Chúng ta nương theo chúng, noi theo chúng, ứng dụng lòng từ bi và cuộc đời đối với gia đình. Phải hết lòng kính trọng ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em trong nhà. Đối với người bạn thân xung quanh, phải hết lòng thương yêu họ. Đối với người thương yêu ta, ta thương yêu họ là điều đương nhiên. Ngược lại, đối với những người ghét ta, hay muốn hãm hại ta, thì để thương yêu được họ lại là một thử thách lớn đối với đạo đức của ta. Đối với môi trường xã hội, phải có tinh thần đoàn kết, biết san sẻ,
giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những lúc khó khăn. Làm được như vậy, ta mới xứng đáng là người đệ tử Phật. Một điều lạ là những thiết bị điện tử như điện thoại, iPad hay đến những phương tiện thông tin đại chúng như Zalo, Facebook, được quảng cáo là có khả năng kéo con người lại gần nhau hơn. Nhưng ngược lại, chính chúng là thủ phạm khiến người với người ngày càng xa cách nhau. Ngày nay, đời sống xã hội phát triển, mỗi người đều có riêng cho mình một phương tiện liên lạc, trò chuyện. Thế là người ta dành cả ngày, thậm chí cả đêm, dán mắt vào màn hình máy tính, không còn để ý gì đến mọi việc xung quanh. Cho một gia đình 3-4 thành viên, mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình, không còn quan tâm gì đến những thành viên khác nữa. Nếu cứ như vậy, thì tình cảm giữa con người với nhau càng ngày càng phai nhạt. Đến một ngày, tình thương, yêu lòng bao dung, tự ái không còn, thì con người sống với nhau một cách rừng rưng, vô cảm. Trái tim không còn rung động khi thấy những cảnh khổ đau của những người xung quanh mình, thấy được mối nguy hại. Như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Biết ứng dụng đúng cách sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng để chúng dẫn dắt ta đi lạc lối. Một con đường hẹp mà cả ta và người đều muốn bước qua. Ta và người cùng tranh giành đấu đá quyết liệt để được đi qua con đường đó. Cuối cùng, chẳng có ai qua được. Nay ta là người đã hiểu Phật Pháp, đã phát khởi được tâm tử bi, thì cho dù người đó không chịu nhường cho ta, ta vẫn nguyện sẽ nhường đường cho người. Từ đó, đường trước rộng ra, và cả hai đều có thể thẳng tiến đến đích. Người đệ tử Phật có thể khởi tâm từ thương yêu cho đến tất cả mọi loài. Nhưng ngược lại, đôi khi những người sống kể bên cạnh ta, mà ta còn chưa thương yêu được họ ví như người ta thương yêu cho đến từng loài sâu, từng con kiến. Nhưng khi gặp đều không vừa lòng, ta chẳng tiếc lời chửi mắng hay đánh đập những người thân của mình. Không thương tiếc, có người đi chùa lâu năm, kinh nào cũng thuộc, nhưng đụng chút là nổi sân như vậy. Liệu ta có làm đúng theo như lời Phật đã dạy hay không? Chúng ta phải đi từng bước trên con đường thực tập, phát khởi tâm tử bi, thương yêu những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em. Ta thương yêu những người xung quanh, bạn bè thân thiết, hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp trong công ty, huynh đệ sống chung một mái chùa. Thương yêu những người trong cộng đồng, xã hội và trong quốc gia của ta. Yêu thương toàn thể những con người trên địa cầu. Yêu thương tất cả chúng sanh, từ con người cho đến loài vật. Yêu thương cả những chúng sanh vô tình, từ cây cỏ tới rừng núi. Thay cho lời kết, có một câu chuyện, có một cậu bé giận mẹ mình, nên cậu chạy vào một khu rừng và hét thật to, tôi ghét người. Cả khu rừng đồng thanh đáp lại, tôi ghét người. Cậu bé sợ hãi, chạy về và nói với mẹ. Mẹ cậu dẫn trở lại khu rừng, dạy cậu, hãy nói rằng tôi thương người. Cả khu rừng lại đồng thanh đáp, tôi thương người. Câu chuyện này giống như chính bản thân ta. Khi ta ganh ghét, đố kỵ, hay muốn hại người, thì chính người cũng ganh ghét, đố kỵ, muốn hại ta. Ngược lại, khi ta thương yêu người, thì chắc chắn người sẽ yêu thương ta. Từ bi trong Phật giáo là chúng ta làm phát khởi lòng yêu thương trong chính mình. Từ bi đi đôi với trí tuệ, nên vượt thoát mong cầu và phân biệt. Từ bi trong Phật giáo cũng là phương thiện hành đạo của hành giả, cũng như chư vị Bồ Tát. Nếu mình giúp người để mong người giúp lại, thì chưa phải là bản chất đích thực của từ bi trong Phật giáo. Trong cuộc sống hàng ngày, người Phật tử chân chính phải lo cơm áo, gạo tiền, gánh vác việc gia đình, đóng góp cho xã hội. Với bổn phận người công dân, lại phải làm hậu cần cho tam bảo không phải là chuyện dễ làm, mà ai cũng có thể làm được. Muốn làm được điều này, đòi hỏi người Phật tử chân chính phải có bồ đề tâm kiên cố, có nguyện lực cao cả để dẫn thân đóng góp, không biết mệt mỏi, nhàm chán, với tinh thần vô ngã, vị tha. Trong thế gian này, người giàu sang, phú quý, sự nghiệp vinh hiển, công thành danh toại không phải là bỗng dưng mà có, mà đó là kết quả của việc tu nhân tích đức của họ, đã hành Bồ Tát đạo qua vô số kiếp về trước. Trên đời này không thể có một người nào đủ khả năng ban phước giáng hòa như các truyền thuyết xa xưa đã từng tuyên bố. Kết quả tốt hay xấu là do ta tạo ra. Chúng ta muốn được giàu sang, phú quý, quyền cao, chức trọng, được mọi người yêu mến và kính nể, thì ngay bây giờ ta phải biết làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, tùy theo khả năng của mình. Người Phật tử chân chính phải ý thức được điều này, muốn được giàu sang, sung sướng,
có nhiều của cải mà hiện thời ta không biết dẫn thân, đóng góp, giúp đỡ người khác để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành được an vui, hạnh phúc. Người Phật tử chân chính phải biết làm phước, bố thí, cúng dường hay giúp đỡ, sẻ chia để đem đến an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người là từng bước chúng ta đang hoàn thiện chính mình. Phật dạy người Phật tử chân chính phải biết xả bớt lòng tham, lam, ích kỷ nhỏ nhoi và sẵn sàng hy sinh bản thân mình để làm cho người khác được vui bằng trái tim thương yêu và hiểu biết. Đạo Phật chủ trương sống hòa bình cùng nhân loại với quan niệm ai cũng là người thân, người thương, nên mỗi người đều phải có trách nhiệm và bổn phận thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần vô ngã, vị tha, bằng tình người. Trong cuộc sống, không thấy ai là kẻ thù. Đạo Phật thấy rõ cuộc sống của mọi loài là phải nương tựa vào nhau. Loài nào tách rời sự sống mà có thể tồn tại trong bầu vũ trụ bao la này, Đức Phật đã tu tập thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngài thấy rõ mọi sai biệt và bất đồng giữa con người và muôn loài, giống như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường. Trong thế giới này, người giàu sang, sung sướng, có nhà cửa, tiền tài, danh vọng, ăn ngon mặc ấm, lại sống trong gia đình chiên thuận giới hòa, biết cung kính lễ phép với người trên, thương yêu đồn bọc, người dưới biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết dạy dỗ con cái điều hay lẽ phải, tránh xa bản ác, gần gũi bản lành, sống trong tình thương yêu, giúp đỡ đồng loại, đó mới là người có phước đức. Người có phước đức là người có cuộc sống ổn định, phương tiện vật chất đầy đủ, có nhà cửa, tiền tài, danh vọng, ăn ngon mặc ấm, lại sống trong gia đình chiên thuận giới hòa, biết cung kính lễ phép với người trên, thương yêu đồn bọc, người dưới biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết dạy dỗ con cái điều hay lẽ phải, tránh xa bản ác, gần gũi bản lành, sống trong tình thương yêu, giúp đỡ đồng loại. Nếu bây giờ chúng ta không làm phước, mà muốn được phước trong tương lai, thì không thể được. Mình chưa từng làm phước, thì bây giờ làm gì có phước để mà hưởng và giúp đỡ người khác. Chúng ta nên nhớ rằng, làm phước tất được quả, vật chất sung mãn trong hiện tại và mai sau. Biết rõ điều này, người Phật tử chân chính phải cố gắng gieo trồng phước đức. Người có tiền thì đóng góp vật chất, người không tiền thì xả thân giúp đỡ người khác. Khi có nhân duyên, ngược lại, người sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, trong gia đình thường hay gây gổ, chửi mắng làm khổ đau cho nhau là vì kém phước đức. Phước là những hành động đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình và người ở trong hiện tại và mai sau. Người làm phước còn gọi là người hiền, người tốt, người có tấm lòng nhân ái. Chính sự làm phước này mà chúng ta được nhiều người quý mến, tôn trọng, bằng tình người trong cuộc sống. Khi gặp nhau, vui vẻ và sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Nhờ làm phước, chúng ta được mọi người quý mến, ưa thích, gần gũi. Nhờ sự gần gũi đó, mọi người dễ dàng thông cảm, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Bằng tình người trong cuộc sống, thế nào là phước đã làm người? Ai cũng ước mơ, mong muốn làm sao mình được an vui, hạnh phúc. Người Phật tử chân chính không mơ ước, mong mỏi suông, mà phải thực tế gây dựng hạnh phúc cho mình và gia đình, người thân. Hạnh phúc không thể tự nhiên đến với chúng ta, mà do ta biết tích công, bồi đức, một mặt biết vun trồng phước báo, một mặt biết buông xả phiền não, khổ đau. Một ý nghĩ chân chính luôn giúp người, cứu vật mới phát sinh ra lời nói tốt đẹp, để ta hành động đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và người. Trái với tội phước là những hành động làm cho mình và người được an vui, hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Thường thì không phải người mà mình giúp đỡ cũng đều trở lại đối xử tốt với mình, mà có thể vô ơn, bạc nghĩa với mình. Chính vì vậy, như người đời thường than, làm ơn mắc oán. Nhưng với việc thiện mình đã gieo, thì mình sẽ hưởng được phước quả, chứ không bao giờ vô ích cả. Thường thì không phải người mà mình giúp đỡ cũng đều trở lại đối xử tốt với mình, mà có thể vô ơn, bạc nghĩa với mình. Chính vì vậy, như người đời thường than, làm ơn mắc oán. Nhưng với việc thiện mình đã gieo, thì mình sẽ hưởng được phước quả, chứ không bao giờ vô ích cả. Thường thì không phải người đã chịu ơn mình trực tiếp đền đáp lại mình, mà mình sẽ nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ một người khác trong cái chỗ nhân quả đan xen chẳng xịt theo nguyên lý.
cái này có thì cái kia có trong cuộc sống với muôn vàn sự khổ đau và hạnh phúc. Người biết buông xả lại là người được nhiều nhất. Ngược lại, người cố giữ gìn nắm níu lại là người mất mát đau thương nhiều nhất. Chúng ta đang tạo dựng hạnh phúc cho mình bằng cách biết chia sẻ, dẫn thân, đóng góp cho người khác khi cần thiết. Thì ngay lúc đó, mình và người được an vui hạnh phúc. Chúng ta làm phước không biết bao nhiêu mà cho đổ. Chúng ta làm mãi suốt cả cuộc đời cũng chưa xong. Vì thế gian này, người hiểu biết chân chính thì ít, người sống không có ý thức thì quá nhiều. Thời Phật còn tại thế, người đệ tử A Na Luật là anh em, chú bác, ruột với ngài. Do có trí tu hành, nên A Na Luật bị mù cả hai mắt. Bù lại, ngài chứng được thiên nhãn thông. Một hôm, Đức Phật thuyết giảng trong một pháp hội lớn. Tất cả đại chúng đều say mê chăm chú lắng nghe. Dưới ngài, A Na Luật thì ngủ gà, ngủ gật. Thấy thế, Đức Phật gọi dậy vào phương tiện độ người đệ tử A Na Luật. Có ai bắt buộc ông đi tu không? Hay vì ông thiếu nợ nhiều quá, phải làm thuê, làm mướn, vất vả nên trốn vào đây tu? A Na Luật thưa bạch Thế Tôn, không phải như thế. Con là một hoàng tử, đâu cần làm thuê, làm mướn và cũng không thiếu nợ ai. Con đi tu vì cảm kích công hạnh của Thế Tôn. Không thể nghĩ bản con tu là để cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng vì tập khí xa xưa của con còn quá nhiều, nó che chướng làm con mê mờ. Trong lúc nghe Thế Tôn chỉ dạy, Đức Phật bảo ông tu vì muốn giác ngộ và giải thoát sinh tử cho chính mình và cứu giúp chúng sinh. Tại sao lại mê ngủ như vậy? Nghe những lời cảnh tỉnh của Thế Tôn, ngài ăn năn, hổ thẹn, xin sám hối, chừa bỏ tật ngủ gật và phát nguyện lớn, nếu đời này không thành đạo, thì tôi không nhắm mắt. Do quyết chí tu hành, ban ngày học hỏi, làm việc, ban đêm siêng năng hành trì đến nỗi đôi mắt bị đỏ lên và sưng vù. Các thầy thuốc bảo ngài chỉ cần ngủ lại bình thường thì mắt sẽ hết bệnh. Nhưng ngài vẫn cương quyết, một lòng tu tập không ngủ nghỉ. Đức Phật nghe chuyện, đến thăm và khuyên ông nên ngủ lại bình thường như trước. Nhưng ông vẫn không chịu ngủ. Cuối cùng, đôi mắt của ngài bị mù hẳn khi chưa chứng đạo. Tuy vậy, ngài vẫn quyết tâm tinh tấn tu hành. Chỉ một thời gian ngắn, ngài chứng đắc thiên nhãn thông với lực dụng không thể nghĩ bàn. Bản ngài có thể thấy suốt vũ trụ bao la, như nhìn một trái xoài trong lòng bàn tay, không bị chướng ngại của vật cản nào. Một hôm, chiếc y của ngài bị rách. Ngài muốn tự tay khâu lại nhưng không thấy đường xỏ. Chỉ vào lúc ấy, Đức Phật đi ngang, nghe được, liền đến xỏ kim giúp người đệ tử mù của mình. Chúng ta thấy một việc làm lành, dù nhỏ nhoi, Đức Phật cũng không tử nan. Học truyền sư để mỗi người chúng ta bắt chước công hành của Như Lai Thế Tôn. Việc làm của Đức Phật khiến chúng ta cảm phục, quý kính, bởi ngài là bậc toàn giác, bậc vĩ đại, mà vẫn không bỏ qua việc làm phước, nhỏ. Qua đó, chúng ta thấy người giác ngộ không từ chối bất cứ việc lành nào, cho dù rất nhỏ. Khi đủ nhân duyên, như vậy chứng tỏ rằng sự có mặt của Đạo Phật luôn đem đến lợi ích thiết thực cho con người, không gây tổn hại cho ai trên đời này, dù rất nhỏ. Chúng ta phải biết làm việc thiện, dù lớn hay nhỏ. Ta phải cố gắng vun trồng, cóp nhặt để như giọt nước lâu ngày đầy lũ, ngừng lại. Việc ác nhỏ, dù mấy, ta cũng phải tránh, không làm. Muốn gieo trồng phước đức, ta phải xa rời nghiệp ác và phát triển nghiệp lành. Học hành sư của Thế Tôn đề, ngày nay, chúng ta cố gắng bắt chước, gieo trồng phước đức. Một ngày làm việc thiện, thì bao việc ác không thể có mặt. Như vậy, gieo trồng phước đức có lợi cho ta rất nhiều. Còn than van, bọn sen ích kỷ, tâm địa nhỏ nhoi, thì lúc nào cũng chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Ta làm việc ác nhỏ, lâu ngày tạo nên nghiệp ác lớn. Ví như lỗ thủng nhỏ rỉ nước vào thuyền, nếu không chặn lại ngay từ đầu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhấn chìm cả chiếc thuyền lớn. Bởi chưng kiếp trước khéo tu, kiếp này con cháu võng, dù sinh sang, dân gian có câu, có phước làm quan, không phước làm lao. Đó là những quy luật tự nhiên trong cuộc đời. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, một người làm quan, cả họ được nhờ là thế, để thấy lời Phật dạy không sai. Mỗi người chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức, do phước nghiệp ổn định, nên con người có thân tướng, lời nói, vóc dáng khác nhau, không ai giống ai cả. Người giàu sang, phú quý, hiển vinh, công thành danh toại, là nhờ biết tu nhân tích phước từ nhiều đời trước, nên đời này
Không có việc gì ngẫu nhiên, đương nhiên, tự nhiên mà thành. Muốn được như vậy, ta phải biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, tùy theo khả năng của mình. Công hạnh cao cả không thể nghĩ bàn của Như Lai Thế Tôn, như nói ở trên, thật đáng để loài người và chư thiên tôn kính xứng. Đáng là bậc thầy trong ba cõi, bởi vì Ngài không từ bỏ bất cứ một việc thiện nào, dù lớn hay nhỏ. Khi tạo phước, người làm phước còn có tâm niệm, đối đãi, phân biệt, ta là người ban ơn, người khác là người thọ ơn, ta là người hướng dẫn, san sẻ, còn họ là người được hướng dẫn, được san sẻ, và còn thấy vật thí cho kẻ khác, làm cho mình và người an vui hạnh phúc tương đối trong cuộc sống trên thế gian này. Hiện nay, Phật giáo chúng ta vẫn còn quan niệm độ người có duyên, ai cần đến đạo thì đến chùa hoặc tự tìm hiểu. Như vậy là thụ động trong việc truyền bá đạo pháp rộng rãi đến với mọi người. Nếu như vậy, chúng ta có thể hiểu lầm lời Phật dạy và cách thức hoang hóa độ sinh trong thời Phật. Còn tại thế, Đức Phật ngày xưa mỗi ngày đi khất thực là để tạo thiện duyên trực tiếp cho tất cả mọi người. Ai đến cúng dường và thưa hỏi đạo lý, thì Phật tùy theo căn cư, trình độ mà nói pháp, độ sinh thích hợp. Ngày nay, do chính sách và luật pháp không cho phép tu sĩ đi khất thực để hóa duyên, nhưng giáo hội chùa trên khắp nơi vẫn phát triển đội năm hoàng pháp từ thiện bằng nhiều hình thức để độ sinh. Chúng ta nên nhớ rằng, không phải khi có tiền mới làm phước được, còn khi không có tiền thì không làm phước được. Quan niệm như vậy là chúng ta tự phủ nhận khả năng làm phước của mình. Người có tiền thì bố thí vật chất, giúp đỡ người khác. Kẻ không tiền thì bố thí bằng tấm lòng, bằng lời nói và bằng hành động thiết thực. Tạo phước vật chất là chúng ta biết bố thí cúng dường cho các bậc sa môn, bà la môn, cúng dường cho người tu hành chân chính, hiếu dưỡng đối với ông bà, cha mẹ, bố thí giúp đỡ, chia sẻ vật chất cho người bất hạnh hoặc nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn. Phật dạy, này tất cả thiện nam tín nữ trong đời này có tâm vui vẻ, hoan hỷ xả tài sản của cải vật chất để cúng dường người tu hành chân chính. Sau khi qua đời, sẽ được sinh về các cõi trời nếu người đó được sinh trở lại cõi người. Thời người đó có nhiều tài sản của cải vật chất. Trong đời sống hàng ngày ta có một thân tướng xinh đẹp. Chúng ta nhờ có thân tươi thể khỏe mạnh, khuôn mặt xinh đẹp không bị bệnh tật là do nhờ có phước đức, được nhiều người thương mến, kính trọng, sống bình yên hạnh phúc. Thì như vậy, phước đức là cần thiết đối với người Phật tử chân chính. Bằng cách an trú trong chánh niệm tịnh giác, như có lòng tin đối với ba bảo, giữ trọn năm giới cấm và phát nguyện tu hành dứt ác làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp khi thấy người gặp tai nạn, tùy theo khả năng của mình. Ta hết lòng cứu giúp, đó là việc làm phước của bản thân, bởi vì mạng sống đối với con người là tối thượng, cho nên giải cứu người thoát chết, làm cho người mừng rỡ và biết ơn vô kể. Kế đến, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia khi gặp người thiếu thốn, khó khăn. Chúng ta đừng quá tham lam, bỏn xẹn, cứ mãi ôm giữ lấy tài sản, cần phải ban bố cho những người đang thiết tha cần nó. Hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người mang lại. Những cái vô thường mà cứ giữ, có ngày sẽ khổ đau khi nó không còn ở trong tầm tay mình nữa. Phước vô lậu, tức là tu phước vô lậu. Phước vô lậu là chúng ta nhắm đến giải thoát sống chết hoàn toàn, giúp đỡ người mà không thấy mình giúp, không thấy vật bố thí và kẻ được thí. Cứ thế, chúng ta dẫn thân đóng góp không biết mệt mỏi, nhàm chán, cho đến bao giờ viên mãn mới thôi. Chúng ta làm như vậy, chỉ dạy người làm như vậy, là tu phước vô lậu. Phước vô lậu là loại phước báo khiến cho người tạo phước được tự tại giải thoát, không còn bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử. Người tạo phước vô lậu cũng làm các việc lành như trên, nhưng với tâm niệm không chấp thủ, không phân biệt dù chỉ là việc lành nhỏ, họ đều hồi hướng phước đức ấy cho tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ riêng cho họ hay quyến thuộc của họ. Họ hồi hướng về sự giải thoát, giác ngộ. Chính vì vậy mà phước đó đã trợ duyên cho người làm phước được dễ dàng đạt đến quả vị giác ngộ, giải thoát tất cả mọi hệ lụy phiền trượt trong cuộc đời. Khi chúng ta có đầy đủ phước vô lậu, thì đời sống của chúng ta hơi thiếu thốn một chút, hơi nghèo một chút, nhưng chúng ta có được tình cảm gia đình yên ấm, hạnh phúc. Tuy cuộc sống vật chất của chúng ta không được sung túc đủ đầy như nhiều người khác, nhưng buộc lại chúng ta có được thân tướng dễ nhìn, khỏe mạnh, không bị bệnh hoạn,
ốm đau. Như vậy, chúng ta quá ưa là hạnh phúc. Đức Phật nhờ phát tâm hành Bồ Tát đạo tử vô số kiếp, Ngài đã làm được những việc khó, làm nhẫn được những điều khó nhẫn, giúp vô số chúng sanh được an lạc, giác ngộ, giải thoát, tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà bố thí. Nhờ vậy, Ngài mới thành Phật. Phước vô lậu, hay còn gọi là bố thí ba la mật, là đem cho vật chất hay tinh thần, hoặc là thân này phải chết để giúp đỡ cho người thoát khổ, mà tâm vẫn hoan hỷ, không dính mắc, không hối hận, không tiếc nuối, hay mong cầu một điều gì khác. Muốn vậy khi thực hành bố thí, không phân biệt thân hay thù, mà chỉ tùy duyên, tùy thời cho phù hợp. Muốn đạt đến sự trọn vẹn của bố thí ba la mật, chúng ta phải bố thí với lòng thành kính và biết ơn mọi người. Người Phật tử chân chính, bố thí ba la mật luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cần thiết của chúng sinh, không phân biệt thân hay thù. Bằng nhiều cách như tài thí thí, các loại tiền bạc, của cải vật chất, nội thí cho những gì đang có trong thân thể này, pháp thúy, dùng lời nói chỉ cho chúng sanh hiểu thấu được lý nhân quả, nghiệp báo, tin mình là chủ nhân ông của bao điều hòa phúc để tránh xa những điều xấu ác, mà hay làm các việc thiện lành, tốt đẹp. Người Phật tử chân chính sẵn sàng bố thí tất cả, không bao giờ có sự hối tiếc hay phiền muộn, dù phải chịu khổ, chịu chết thay cho chúng sanh. Bố thí như thế mới gọi là bố thí ba la mật. Tại sao chúng ta phải thực hành bố thí ba la mật? Bởi vì Bồ Tát là người đang trên đường tiến tới giác ngộ Phật quả. Cho nên mỗi khi làm việc gì có lợi cho chúng sanh, Bồ Tát đều phát nguyện và hồi hướng. Nhờ thế, tâm của Bồ Tát càng thêm tăng trưởng. Và trong hạnh bố thí, chỉ có bố thí ba la mật là phước quả cao hơn tất cả. Bồ Tát là người phát tâm cầu thành Phật quả, để hóa độ chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, sanh tử luân hồi. Vì vậy, trong suốt quá trình dẫn thân, tu học, hành đạo, Bồ Tát luôn phát bồ đề tâm, cho đến lúc thành Phật, phát nguyện là để giữ vững ý chí, lập trường của mình khi gặp trở ngại, khó khăn, phát là phát quyết tâm, làm các việc thiện lành, tốt đẹp, còn nguyện, giống như một lời thề, để ta ghi nhớ, mà quyết tâm phấn đấu khi gặp chứng duyên hay trở ngại. Mỗi khi làm được việc lợi ích gì, ta phải hồi hướng hết tất cả cho mọi loài chung hưởng, thì phước báu của ta ngày càng được tăng trưởng. Phát nguyện và hồi hướng công đức là việc làm rất quan trọng của người Phật tử chân chính, để hướng đến bố thí ba la mật và thành tựu Phật quả. Tóm lại, phước vô lậu, hay còn gọi là bố thí ba la mật, là bố thí bình đẳng, không phân biệt thân sơ giàu nghèo, không bao giờ hối tiếc hay phiền muộn trong cả ba điều kiện tai thí, nội thí và pháp thí. Như thế nào là tội? Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ, trong hiện tại và mai sau. Người làm tội cũng gọi là người dữ, người xấu, người ác. Tội có tội ngoài đời và tội trong đạo. Tội ngoài đời là những kẻ vi phạm luật pháp của nhà nước, bị tu đày, hành hạ, khổ đau. Trong đạo, tội có hai loại, tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ được, và tội làm đau khổ người và vật. Chúng ta phát nguyện giữ năm giới, nhưng sau này do lơ là việc tu học nên bị tập khí chi phối, khiến ta không giữ được trọn vẹn, gọi là tội phạm giới. Tại sao người Phật tử khi phạm giới gọi là tội? Người Phật tử phát nguyện hứa giữ gìn giới luật của Phật dạy, nhưng lại không giữ, làm đánh mất lòng từ bi của mình. Kế đến là giới không gian tham trộm cắp, ta cũng vi phạm, làm người mất mát của khổ đau. Bất cứ một hành động nào của chúng ta làm khổ cho người trong hiện tại và mai sau, đều là tội, do chúng ta làm tổn thương, thiệt hại người khác, nên gọi là tội. Tội có nhẹ và tội nặng. Chẳng hạn, người Phật tử phát nguyện hứa giữ gìn giới luật của Phật dạy, nhưng lại không giữ, làm đánh mất lòng từ bi của mình. Rồi kế đến là giới không gian tham trộm cắp, ta cũng vi phạm, làm người mất mát của khổ đau. Bất cứ một hành động nào của chúng ta làm khổ cho người trong hiện tại và mai sau, đều là tội, do chúng ta làm tổn thương, thiệt hại người khác, nên gọi là tội. Tội có nhẹ và tội nặng. Chẳng hạn, người Phật tử phát nguyện hứa giữ gìn giới luật của Phật dạy, nhưng lại không giữ, làm đánh mất lòng từ bi của mình. Rồi kế đến là giới không gian tham trộm cắp, ta cũng vi phạm, làm người mất mát của khổ đau. Tuy nhiên, khi mình vừa trộm cắp, là mình đã lo âu khổ sở rồi,
chứ chưa kể là bị pháp luật trừng trị và theo nhân quả, thì trong tương lai mình sẽ bị người khác lấy cắp hoặc bị hao tổn của cải một cách đột nhiên. Không đáng tội nhẹ, những điều chúng ta làm đau khổ cho người và vật mà không có sự tác ý, bởi vì ta chỉ vô tình không cố ý chủ động, nên gọi là tội nhẹ. Chúng ta phạm tội không phải do cố ý. Họ sẽ bớt thù hận, có thể thông cảm và tha thứ cho ta. Như chúng ta đi đường, lỡ ai đó cầm hòn đất ném chơi, nhưng vô tình lại trúng vào ta. Nếu chúng ta biết người đó không cố ý ném mình, tuy hơi đau một chút, nhưng ta không đến nỗi giận người đó. Thế cho nên, từ lời nói cho đến hành động làm đau khổ người khác mà không cố ý là tội nhẹ. Chúng ta có thể xin lỗi hoặc sám hối, sẽ hết. Như việc làm đau khổ người khác chút ít cũng là tội nhẹ. Tội nặng là những điều làm đau khổ người khác do thân, miệng, ý cố tình gây ra, là tội nặng. Bởi vì việc làm ấy là có ý thức, bằng sự cố tâm làm, khiến cho người oán giận thua hắn, nên tìm cách trả đũa. Nếu có ai đó cố tình chửi mắng rồi kiếm chuyện đánh chúng ta, tuy nhiên việc đánh ấy bị nhiều người cản trở, nên người đó không đánh được chúng ta. Xong, ta biết kẻ ấy cố tình đánh mình, chúng ta cũng sẽ oán giận người đó, sau này tìm cách trả thù. Chính vì thế, hành động có cố tâm, cố ý là hành vi quan trọng để tạo thành tội nặng. Như chúng ta đã biết, tội phát xuất từ ba nghiệp: thân, miệng, ý. Nơi ý nghĩ, tham lam, sân hận, si mê và tà kiến. Nơi miệng phát ra lời nói dối để hại người hoặc che giấu lỗi. Mình nói lời mắng chửi, hằn học, khó nghe. Nói lời mê hoặc để dụ dỗ người. Nói lời đòn sóc hai đầu, làm cho hai người hiểu lầm nhau hoặc thù ghét nhau. Nơi thân thì có thể giết người, trộm cướp, tà dâm. Chúng ta làm việc gì mà có sự hợp tác chặt chẽ của ba nghiệp thân, miệng, ý này là tội nặng. Tuy nhiên, người đã quy y ba bảo và người chưa quy y ba bảo, khi lỡ tạo tội thì tội cũng như nhau, căn cứ theo luật pháp mà bị xử lý. Người Phật tử khi lỡ làm tội thì ý thức rằng mình là đệ tử Phật, do tập khí thói quen nhiều đời làm cho mình phạm tội, nên cố gắng ăn năn, sám hối, hứa nguyện, chừa bỏ, thì tội lỗi dần hồi được chuyển hóa và được tiêu trừ. Và điểm đặc biệt là người Phật tử chân chính không bao giờ phạm tội nặng, chỉ phạm tội nhẹ, vì đã có ý thức đúng đắn về tội và phước. Người Phật tử chân chính cần tránh tội và biết làm phước, ý thức được sự khổ đau của người khác khi bị mất mát, đau thương. Chúng ta cố gắng tránh đừng gây nên tội lỗi, vì cuộc đời đã quá nhiều khổ đau do con người gây ra. Chúng ta là những người Phật tử chân chính, quyết dứt ác làm lành, để ngày càng hoàn thiện chính mình. Dù là một tội nhỏ, nếu chúng ta tránh được, thì cũng phải cố gắng đừng để vi phạm. Người biết sợ tội mà hay làm phước để giúp người, cứu vật là người Phật tử chân chính. Chỉ có những ai thiếu hiểu biết mới bất chấp luân thường, đạo lý, mới xem thường tội lỗi. Đó, tội ngày càng nặng thêm. Cho nên, tránh tội, làm phước là điều mỗi con người chúng ta phải ứng dụng. Người Phật tử chân chính cần phải biết rõ tội phước để tăng tiến trên con đường tu học. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc, chứ không ai muốn mình bị khổ đau, dằn vặt. Cũng lại như thế, nếu chúng ta muốn không bị khổ đau, thì đừng gieo mầm đau khổ cho ai. Tức là phải tránh xa những điều tội lỗi. Đức Phật ví người làm tội thì dễ dàng giống như trái banh lăn trên sườn núi xuống, vì nó đã trở thành thói quen nhiều đời của con người. Việc làm phước giống như trái banh lăn lên núi. Nếu sơ ý hoặc lơ là một chút thì trái banh sẽ lăn xuống trở lại. Phật vô số kiếp đã từng làm phước bố thí, không biết mệt mỏi, nhàm chán từ vật chất cho đến tinh thần. Nên khi phước huệ tròn đổ, ngay được thành Phật, chúng ta là người Phật tử chân chính cũng phải học theo gương sáng của Ngài là phước huệ, song tu, làm phước mà không thấy mình làm, không thấy vật để cho và người được cho. Thưa quý vị, sống ở đời, người ta vẫn thường hay nói, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Khi nam nữ gặp nhau, ta cảm thấy sức động mạnh thường đó là do dòng nghiệp dẫn nghiệp, duyên dẫn hai người gặp nhau. Cho dù hai người có cách nhau nửa vòng trái đất, có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nghiệp làm tâm, ta cảm thấy động chứ không phải như lời bài hát, lúc đầu gặp em, anh tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng, ngập tràn môn tê nắng. Hễ thấy tâm mình động mạnh,
thì phải biết đó là nghiệp dẫn. Ta phải lo sám hối, lo tu, và tâm phải tỉnh, chứ không được để nghiệp xưa cũ đưa đi vào con đường đen tối. Chúng ta cảm thấy tâm mình dao động mạnh lên, là mình cứ bán sống, bán chết, chạy theo cái động đó, để mà gây tạo tội lỗi, và chịu nghiệp báo của dòng nghiệp duyên này. Đôi khi có một số trường hợp không làm chủ được thân tâm, nên bị dòng nghiệp duyên này cuốn xa, và cứ thế, nghiệp đưa đến cho ta tình huống thuận lợi để tạo tội vô cùng to lớn, và chịu quả báo đó vô cùng thảm khốc. Khi ta bị tiếng sét ái tình, thì có thể đó là một nhân duyên đời trước nào đó, hoặc một ác nghiệp, thiện nghiệp khởi lên. Ví dụ, ta gặp một người nào đó, bất ngờ làm cho ta thương yêu tha thiết, thì hoặc ta với người đó thực sự có duyên nợ, và đến để đòi nợ, trả nợ mình. Hoặc có thể đó là một cái ác nghiệp, dụ ta chuẩn bị bước vào con đường tăm tối, sai lầm để chịu nghiệp báo. Thường thì, hầu hết con người ta không ai nhìn thấu nghiệp báo, nhân quả, và không thắng nổi nghiệp dụ. Nên hầu hết chúng ta sẽ đều bước vào cái bẫy đó. Muốn thắng được nghiệp dụ, thì trước tiên con người ta phải thật vững tâm, không dao động, và đừng tin vào những cảm xúc đó, mà tự mình bước vào bẫy của dòng nghiệp. Trước những cảm xúc như vậy, ta hãy cẩn thận, và sau cùng thì phải sám hối, tu thiện, giúp người, và phát nguyện để thắng nghiệp dụ. Vì rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên sống, và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau, mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác. Người này lại có duyên nợ của tiền kiếp, do nghiệp duyên dẫn đến, đòi nợ hay trả nợ, dẫn đến chuyện chia tay, là bởi vì người đó bị động tâm, không làm chủ được mình, và bị dòng nghiệp duyên cuốn trôi, nên không thắng nổi bẫy nghiệp, nghiệp dụ. Những người trần sẽ nói, người kia là trăng hoa, đều cáng. Nhưng thật ra, đó có thể là người ta đã trả xong hết nợ, và lại không làm chủ được hôn nhân, nên bị dòng nghiệp duyên cuốn đi, và để trả thêm món nợ khác nữa. Tình duyên thường đó là nợ kiếp trước của ta, vì tình cảm vợ chồng, có sự luyến ái, nhưng khi ta chấp nhận trả, là ta lại đi gieo thêm nghiệp duyên mới. Tình cảm vợ chồng kiếp này, thực chất chính là tình cảm gia đình của các kiếp trước. Nếu ta có đạo nhãn, thì sẽ nhìn thấy những tiên kiếp của ta, thì ta sẽ biết, người ta yêu kiếp này, là người nhà của ta, của các kiếp trước, như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái. Xưa có câu chuyện như sau, có người bà, vì quá thương đứa cháu mình, mà lúc xuôi tay nhắm mắt, vẫn không muốn xa cháu. Cháu bà năm đó, nhỏ tuổi, rất quấn quýt bên bà. Khi bà chết, muốn cứ quay lại, chăm sóc đứa cháu. Khi sống bà không tạo tội ác, nên chết cũng không phải đọa vào địa ngục, mà bà khởi lên ý niệm này. Nên dòng nghiệp duyên này có thể quyết định cho bà đầu thai lại và làm vợ cháu bé để sau này chăm sóc nó suốt đời. Do vậy, ta thấy tình cảm gia đình khiến ta vướng mắc nhiều kiếp mà không sao thoát ra được. Ta lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi lúc chết lo lắng không biết mình chết rồi thì con mình ai lo. Vì ý niệm ấy có thể dòng nghiệp duyên lại cho đi đầu thai lại để tìm cách chăm sóc nó. Do vậy, nói tình yêu càng trả thì càng gieo nên, ta không nên quá yêu thương, luyến tiếc. Là vậy, nếu có trả thì nên trả bằng hành thức làm phước, như giúp người từ thiện. Ta trả món nợ này cho đời thì vẫn ít đau khổ hơn là việc nợ nần nhau nhiều, mà trả bằng sống đời vợ chồng hay con cái. Còn hiện tượng nhớ thương ai đó thực chất là cái bẫy của nghiệp. Cảm giác đó không có thật, chỉ dẫn dụ ta để ta rơi vào cuộc sống vợ chồng, để rồi trả nợ nhau. Vợ chồng lấy nhau thực chất đa số là để trả nợ nghiệp, còn để hưởng phước thì thấy rất hiếm. Nếu nợ nần nhau mà cả hai đều không tỏ tường tận của dòng nghiệp duyên thì sống chung để làm khổ nhau và hành hạ nhau thôi. Nhưng nếu có nợ nần nhau mà cả hai đều được dòng nghiệp duyên này mà sống có trách nhiệm, thông cảm, yêu thương lẫn nhau, thì có thể hóa giải được nợ nần và nghiệp duyên này. Nhưng mấy ai lấy nhau mà sinh con đẻ cái mà gia đình đều hạnh phúc, thì đó là thiện duyên của tiền kiếp của họ. Có thể do cả nhóm người cùng làm các điều thiện lành, giúp người, và không nợ nần nhau từ tiền kiếp, nên chung lại là một gia đình để hưởng phước. Và ngược lại, nhưng thường hai người lấy nhau không khổ vì chồng hay vợ, thì cũng khổ vì con cái. Nếu ở đây có ai chưa lập gia đình mà chưa hiểu hết nghiệp duyên,
nhân quả, nghiệp báo, thì xin đừng dại dột mà lập gia đình sớm. Còn nếu ta muốn thoát khỏi tình trạng yêu đương, thương nhớ hiện giờ, thì ta phải hướng thiện, giúp người, làm điều thiện lành, sám hối và phát nguyện. Từ trong vô minh, vô lượng kiếp nợ nần, ai đã lỡ hữu hẹn thề non hẹn biển với nhiều người, xin Ngài đấng mà bạn tôn thờ như Phật, Chúa Giê-xu, cho con sám hối, xóa hết những lời ước hẹn đó, để con không phải rơi vào bẫy nghiệp duyên của cuộc sống vợ chồng đau khổ. Nhớ khi ai nói lời yêu thương mình và khiến mình yêu thương họ, thì thật ra họ đang đến đòi nợ mình. Nợ nần nhau mà lấy nhau về mà cả hai chưa hiểu hết nghiệp duyên để yêu thương và thông cảm cho nhau, mà cứ sống rồi để bị dòng nghiệp cuốn thì đa số là để hành hạ nhau là chính thôi. Sự nhớ nhung yêu mến ai đó ví như con mồi gắn vào móc câu để bẫy con cá. Một khi con cá cắn mồi câu rồi thì khổ cả đời. Nên mong những ai chưa cắn câu thì ngay bây giờ hãy sám hối, hướng thiện, giúp người và phát nguyện và hiểu thêm về dòng nghiệp duyên này, mà sống yêu thương và thông cảm với nhau để không bị dòng nghiệp nó cuốn theo. Tóm lại, nếu bạn đã hiểu về dòng nghiệp duyên này rồi thì muốn tránh bẫy nghiệp, nghiệp duyên đòi nợ bạn thì rất đơn giản. Trước khi lấy vợ chồng hoặc đã lấy vợ chồng rồi, ngay từ bây giờ hãy thành tâm sám hối, hướng thiện, giúp người và làm thật nhiều điều thiện lành và phát nguyện. Chức đấng mà bạn tôn thờ sẽ từ đó giúp bạn sống với nhau để thông cảm và yêu thương lẫn nhau, thì gia đình bạn có thể sẽ tránh được bẫy nghiệp này, để từ đó sẽ đưa gia đình bạn đến một cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của Ngẫm Nhân Tâm xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và các nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của Sách Nói Minh Triết, những cảnh hoa tươi thắm từ lòng biết ơn của kênh Sách Nói Minh Triết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã là những người đi đầu hành trình. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu và chúng tôi không thể đạt được điều này mà không có những người đồng hành tận tâm như quý vị.